Ngày 19 tháng 7, Thánh Margarina de Jonger, sinh năm 327, mất năm 379. Thánh Margarina de Jonger được sinh ra trong một gia đình thánh thiện lạ lùng. Trong 9 anh chị em thì có 3 người em trai là giám mục, là những nhà thần học và là những mục tử tài năng. Margarina sinh năm 327 tại Caesarea, xứ Cappadocia. Do sự khuyến khích của người mẹ, Margarina đã thâu nhận được một nền học vấn vững chắc. Khi Margarina lên 12 tuổi thì được hứa hôn với một thanh niên giàu có và thánh thiện trong vùng, dù bà muốn sống đời sống đồng trinh. Người thanh niên này đã chết trước khi làm đám cưới. Do đó, nhân cơ hội này, Margarina xưng mình là một quá phụ và từ chối mọi lời cầu hôn của các thanh niên trong vùng. Khi cha của bà qua đời, ông đã để lại một gia tài kếch xù. Margarina đã khuyên mẹ mình nên sống đơn giản nghèo khó. Margarina là chị cả nên đã lo lắng dạy dỗ các em học hành, luyện tập các tính tốt và thực hành đạo lý. Margarina là linh hồn của gia đình thánh thiện này. Margarina đã khuyến khích mọi người trong gia đình hướng về con đường nên thánh. Khi mẹ của Margarina qua đời thì bà đã biến tổ ấm gia đình thành một tu viện nhỏ, cùng nhau học tập, cùng nhau kinh nguyện, suy gẫm về Thiên Chúa và là trung tâm từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ. Margarina đã ảnh hưởng rất nhiều trên người anh em là Thánh Gregory ở Nisa, và chính Thánh Gregory đã viết về chị của mình trong tập sách Cuộc đời của Thánh Margarina và trong tập sách Linh hồn và sự sống lại. Khi Margarina đau nặng thì Thánh Gregory đã về thăm chị mình và thấy Margarina đã dùng 2 tấm gián nhỏ làm giường ngủ. Margarina rất vui được gặp lại người em thánh thiện của mình. Hai chị em tâm đắc đàm đạo về cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại. Gregory quá đỗi ngạc nhiên về những hiểu biết cao siêu về thần học và sự sống đức tin của chị mình. Gregory đã viết về chị của mình. Margarina như được bay bổng lên khi Margarina nói về linh hồn bất diệt, khi Ngài giải thích về cuộc sống của thân xác trong trần gian, lý do tại sao mà con người được Thiên Chúa tạo dựng nên, tại sao con người phải chết, nguồn gốc của sự chết và bản chất thật của cuộc hành trình từ cõi chết đến sự sống lại. Margarina đã giải thích mọi điều cho Gregory cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng vào năm 379 tại Pontus. Gregory đã là chủ tế đám tang của chị mình và đã nói: "Nơi chị tôi, lời nói và cử chỉ đều thanh thoát và thiêng liêng như xuất phát từ chốn thiên đàng."